thi công Sikafrop mainframe và Sikalates TH. Vật liệu: Sikafrop mainframe, Sikalates TH, xi măng, cát. Sàn loại bỏ các vật liệu lớn hơn 5mm và tạp chất. Dụng cụ thi công Sikafrop mainframe và Sikalates TH. Chuẩn bị bề mặt bê tông. Vệ sinh sàn bê tông bằng bàn chải sắt. Đục bỏ phần bê tông yếu, không đặt chắc. Sửa chữa tạo bề mặt bằng phẳng. Bề mặt bê tông phải sạch sẽ và khô trước khi thi công lớp chống thấm Sikafrop mainframe. Sàn máy bê tông phải có cường độ không dưới 20 MPa. Thi công Sikafrop mainframe lớp 1. Trộn Sikafrop mainframe với 50% nước. Dùng cọ quét lên bề mặt bê tông, định mức khoảng 0,3 kg cho 1m2 một lớp. Lớp 2. Thi công sau 2 giờ đối với Sikafrop mainframe nguyên chất. Định mức 0,85 kg cho 1m2 một lớp. Lớp 3. Thi công sau 3 giờ với Sikafrop mainframe nguyên chất. Định mức 0,85 kg 1m2 một lớp. Thi công Sikalates TH. Lớp thứ nhất. Trộn Sikalates TH và nước theo tỷ lệ 1:1 làm kết nối. Sau đó, trộn xi măng vào hỗn hợp Sikalates TH nước theo tỷ lệ 4:1:1 làm kết nối. Dùng cọ thi công lớp kết nối hồ dầu Sikalates TH. Lớp kết nối hồ dầu Sikalates TH sẽ được thi công trên lớp Sikafrop mainframe thứ 3 sau khi đã thi công được 4 giờ. Định mức 0,25 lít Sikalates TH cho 1m2. Lớp thứ 2. Trộn xi măng cát theo tỷ lệ 1:3 làm vữa chống thấm. Trộn Sikalates TH nước theo tỷ lệ 1:3. Trộn
trộn hỗn hợp Sikalates TH dành nước vào hỗn hợp vữa cát xi măng đạt độ dẻo theo yêu cầu thi công chống thấm. Thi công vữa Sikalates TH bằng tay khi lớp hồ dầu Sikalates TH vẫn còn ướt. Hoàn thiện bề mặt bằng bay. Trong khi lớp kết nối Sikalates TH đang còn ướt, tiến hành thi công vữa chống thấm với độ dày 20mm. Mật độ tiêu thụ 1,25 lít cho 1 mét vuông, dày 20mm. Hoàn thiện bề mặt vữa Sikalates TH bằng bay thép và bảo dưỡng lớp vữa như thông thường. Cắt khe co giãn nhiệt cho lớp vữa